phát thệ trì giới. Xưa kia Châu Dụ thường tụ tập thiện hữu, dùng phương thức in những tờ truyền đơn răng dâm để phát cho các xã hữu. Mỗi người nhận một tờ, chia nhau khuyên lơn 10 người khác. Mỗi người đều kính cẩn ghi rõ quê quán, tuổi tác, tự ký tên họ, đem đốt để bẩm cáo trước Văn Võ Nhị Đế. Văn Võ Nhị Đế chính là Văn Đế, tức Văn Xương Đế Quân và Võ Đế Quan Công. Từ đấy về sau, dấy lên ý niệm, thốt ra lời lẽ, đều chú ý thận trọng, nghiêm ngặt, răn nhắc chính mình, chẳng dính dáng chút tà dâm nào. Kẻ chẳng may đã phạm lỗi ấy, ý niệm hổ thẹn, hối hận vừa nảy sanh, đã đủ để tiêu trừ lỗi lớn tày trời. Kẻ may mắn chưa phạm lỗi ấy, từ nay kiên quyết khống chế chính mình, chẳng đến nỗi để ngọc trắng có vết rạn nhỏ nhoi. Người này kẻ nọ răn nhắc lẫn nhau, từ đầu tới cuối không thay đổi, lần lượt khuyên bảo rộng rãi, ngõ hầu người đời vĩnh viễn đoạn trừ căn cội oan nghiệt ấy, đều trở về đường ngay, ắt sẽ công đức tràn trề, mà phước cũng vô lượng. Ông Lạc Quý Hòa bảo, cổ nhân nói, muôn điều ác, dâm đứng đầu, trăm hạnh, hiếu đứng đầu. Tôi thường suy xét hai câu nói ấy, mong hiểu thấu rốt ráo ý chỉ của chúng. Bèn biết hai câu ấy thoạt nhìn dường như tương phản, nhưng chúng vừa khéo thành tựu lẫn nhau. Lý trong hai câu ấy có thể luận định như thế này. Đã coi dâm đứng đầu muôn điều ác, ác có thể suy để biết, không dâm đứng đầu trăm hạnh. Đã coi hiếu đứng đầu trăm hạnh, ác có thể suy ra mà biết, bất hiếu chính là cội nguồn của muôn điều ác. So đi tính lại, chỉ một lời đã đủ, nhưng tách ra thành hai điều để nói. Vì sao? Bởi lẽ hễ tham dâm sẽ chẳng thể trọn hiếu. Muốn tròn đạo hiếu, ắt phải bắt đầu bằng chẳng dâm. Bậc thánh nhân thời cổ chế định hôn nhân chính vì lẽ ấy. Bày ra mai mối, lập ra sáu lễ. Hiểu theo phương diện nhỏ, thì hôn nhân cốt yếu là để nối tiếp dòng dõi, có người cúng tế tổ tiên, sáng tỏ luân thường, giúp cho đức hạnh. Hiểu theo phương diện to lớn thì đó chính là cội rễ để trị quốc bình thiên hạ. Không gì chẳng nhằm khiến cho con người được tròn vẹn đạo hiếu từ đầu đến cuối. Vì thế nói, đạo của bậc quân tử bắt nguồn từ vợ chồng. Cõi đời lẫn đạo nghĩa đều suy vi, chẳng hành theo giáo huấn của bậc thánh triết, ý nghĩa cao quý của cổ nhân mất sạch. Lễ nghĩa trở thành nói suông, coi chuyện vợ chồng như phương tiện để hưởng dục lạc. Bọn thiếu niên đức nghiệp chưa thành đã biết hâm mộ sắc đẹp của lũ gái tơ mơn mởn. Kẻ làm cha mẹ cũng hư vọng chiều theo ý con để nhờ vào chuyện đó khiến cho con đẹp lòng. Do vậy, công khai coi chuyện háo sắc là chuyện chánh đáng trong đời người, lại còn nói khoa trương là kế tục huyết thống, nối tiếp dòng dõi. Bởi đó, tình vợ chồng càng thêm sâu nặng, sự phụng dưỡng cha mẹ ngày càng thiếu sót. Dốc sức đẹp lòng vợ, coi cha mẹ như người ngoài, mắc tội đại bất hiếu. Chẳng cần nói tới những kẻ nghèo hèn, ngay như những kẻ có học thức sang cả, con trai gì mê vợ mà trở mặt với mẹ. Con dâu chửi mẹ chồng đã thành thói thường từ lâu. Tình người khó bề hướng lành, dễ quen theo thói ác, chính là vì đã coi chuyện vợ chồng là phương tiện để hưởng dục lạc. Ác sẽ khiến cho quan niệm khác biệt về nam nữ ngày càng sâu, ý niệm ham chuộng tham dâm này càng hừng hực. Có mới chán chủ, hễ tiếp xúc bèn nảy sanh tình, coi nam nữ trong thiên hạ chẳng qua là công cụ để thỏa mãn dục lạc cho ta, thói tà dâm giấy động. Ganh ghét nhau, giết chóc lẫn nhau, tổn hại thân thể, điếm nhục cha mẹ, muôn điều ác ồ ạt dấy lên, trăm hạnh đều phế sạch, cái tội bất hiếu không gì nặng hơn. Xét đến cội nguồn, há chẳng phải là bắt nguồn từ ý niệm dâm dục của vợ chồng ư? Vì thế tôi nói, hai câu ấy tuy tương phản mà thật ra là khéo hỗ trợ lẫn nhau. Kẻ chẳng biết lẽ này, vẫn cứ muốn gượng ép phân biệt chữ dâm thành tà và chánh. Làm như vậy,
há có thể nói là đã lãnh hội sâu xa ý chỉ của cổ nhân ư? Kinh Viên Giác dạy, hết thảy chúng sanh đều do dâm dục mà có tánh mạng. Dục do ái mà sanh, mạng do dục mà có. Chúng sanh yêu mến tánh mạng vẫn là do dục làm gốc. Hãy biết luân hồi có căn bản là ái. Kinh còn dạy, do vì dục cảnh dấy lên sự nghịch thuận, cảnh trái nghịch cái tâm yêu mến, bèn sanh lên ganh ghét, tạo các thứ nghiệp, vì vậy lại sanh vào địa ngục ngạ quỷ. Do những điều ấy, biết dâm chính là mối họa lớn trong đời người. Thoạt ban đầu, chẳng phân ra tà hay chánh vậy. Nhưng chúng ta, kể từ vô thủy cho đến nay, do ái dục mà có thân này đã lâu, tù ngục gia đình đã hình thành, nghiệp căn khó dẹp trừ. Đức Như Lai thương xót, vẫn mở ra phương tiện, chấp thuận kẻ chẳng ham tà dâm vẫn được gửi thân nơi hoa sen. Kinh Giới Đức Hương dạy, chẳng xâm phạm vợ người khác sẽ được hóa sanh trong hoa sen. Ở đây, tôi nói những điều này chẳng phải là muốn ép buộc mọi người phải làm chuyện khó thể làm là tuân theo chủ nghĩa tuyệt dục nghiêm ngặt, mà thật sự là vì mong những người cùng chí hướng biết rõ, những kẻ tham cầu dục lạc trong chốn khuê phòng, chẳng đoái hoài đại nghĩa luân thường thì đã là trái nghịch lý. Huống hồ những kẻ mặc tình rong ruổi thú vui xác thịt bên ngoài, coi như là chuyện thường tình. Do vậy, suy ra bèn biết, tuy tận lực kiên tà dâm, bất quá vẫn là dân giữ một giới trong năm giới của nhân thừa. Nếu vẫn mặc tình săn đuổi xác thịt, ắt khó tránh chìm đắm trong tam đồ ác đạo. Do vậy, phát khởi cảm động, ai nấy dấy lòng, tận sức phấn chấn tinh thần, trong là giữ vững cội gốc tề gia, ngoài là đoạn dứt cái tâm tranh giành, theo đuổi dục vọng, truy tìm căn cội, dốc sức tu hành để mong có ngày đạt được. Nê Hoàng, Kinh Phật Bát Nê Hoàng có nói, kiên tà dâm được tăng trưởng năm thứ phước, nhập đạo Nê Hoàng, nhanh chóng thoát khỏi 10 tội. Sách Pháp Uyển Châu Lâm nói, do tà dâm bèn phạm 10 tội. Đức Phật nói lời thành thật, chẳng lừa dối ta. Vì thế, hãy quyết định đối trước trời Phật phát thệ, ước hẹn kiên quyết, dùng lời nguyện ấy để gìn giữ. Bản thân chẳng sanh tà niệm, lời nguyện ấy được viết rõ ràng ở đây. Những vị Phật tử đang hiện diện tại đây, ắt sẽ có người đồng tâm. Cho nên trước lời nguyện, tôi viết dông dài mấy câu, ngõ hầu khơi gợi. Lời thệ nguyện: nước, năm, tháng, ngày, đệ tử lập nguyện kiên tà dâm, trai giới tắm gội sông hương, thắp hương dân sớ, kính cẩn tuyên thệ trước tòa, tùy theo phát thệ trước tượng Phật, Bồ Tát, thần minh nào mà xưng danh vị ấy, rằng: trăm điều thiện hiếu trước tiên, muôn điều ác dâm làm đầu, người khác cầm thú vì biết nghĩ suy, nhạn sống thành bầy trong đầm, còn chẳng cặp đôi bừa bãi, ta là Phật tử há chẳng bằng chim. Kể từ hôm nay, thề kiên tà dâm cho đến lúc chết, vĩnh viễn chẳng đổi lòng. Nếu có trái phạm, ắt thân chuốc họa. Nếu không sửa lỗi, hại đến cháu con, nhuốm bẩn đại giáo, tội thật chẳng nhẹ. Xin hãy giết chết để khuyên răng các vị thần minh hộ pháp từ bi xót thương, xét soi tấm lòng quy hướng hộ trì, ngấm ngầm che chở, đời đời vĩnh viễn bảo vệ. Đệ tử kính cẩn ký tên. Một là giữ vững giới lực, tâm tưởng của con người hễ chẳng thiện thì là ác, sự hưởng thụ của con người nếu chẳng phải là phước sẽ là họa. Đạo trời giáng họa cho kẻ dâm, chẳng giáng tội cho người biết hối cải. Đúng là thoạt đầu mê, đến cuối cùng ngộ, tai ương sẽ lìa, phước đưa tới. Nhưng sau khi sám hối, thọ giới, phải dè dặt cẩn trọng như vào rừng sâu, như bước trên băng mỏng, mãi cho đến khi mạng chung. Nguyên văn: trực chí khải thủ, khải túc chi hậu, mãi đến khi đến sau khi có thể mở tai, mở chân ra coi. Thành ngữ này phát xuất từ chương Thái Bá trong sách Luận Ngữ: tăng tử hữu tật, triệu môn đệ chiết, khải dư túc, khải dư thủ. Tăng xâm mắc bệnh,
gọi các đệ tử bảo: mở áo coi chân ta, mở áo coi tay ta. Theo các bản chú giải, tăng tử luôn rất cẩn trọng gìn giữ thân thể, không dám tổn thương nhằm giữ trọn đạo hiếu. Khi sắp mất, ông bảo học trò coi tay và chân mình để chứng tỏ tay chân không bị tổn thương. Từ đó chữ khải thủ khải túc được dùng với ý nghĩa chết tốt lành. Sau đó mới có thể thưa với thần minh chính mình vô tội. Nếu sau khi thọ giới lại phạm giới, ắt lờ thề ở trước, oai linh của thần ở sau, chắc chắn sẽ mắc họa, chẳng có thuốc chữa. Như mắc bệnh thương hàn vừa đỡ, bèn ăn đồ huyết nhục, hễ bệnh cũ phát ra, chắc chắn chẳng thể sống được. Chỉ mong những người có cùng chí hướng, hãy chí tâm quy y, luôn luôn dè dặt cẩn trọng như đang đối trước thần minh. Phút giây nào cũng thường nghĩ đến nỗi họa hoạn. Người xưa nói, một lần phạm lỗi là đã quá đáng rồi, há còn tái phạm ư? Huống hồ ta đã phát thệ, há giống như trò đùa bỡn của trẻ con ư? Hai là kiên trì tính tâm. Phàm là những người thọ giới, cần nên biết vận mạng của mỗi người khác nhau. Như đất có chất màu, trời đổ mưa, sương, vốn chẳng khác biệt. Do người trồng trọt dung quén mà có cây nghênh lệch, ngã bóng. Quyền dung bồi, che chở là do trời, nhưng dung quén, nghiêng lệch thật sự là do ta. Những kẻ ác mà hưởng phước phi thường chưa chắc đã là phước thật sự. Có thể là nhờ vào điều ấy để khiến cho tai ương càng nặng nề hơn. Nếu không, là do tổ đức hoặc căn lành sâu dày đời trước. Người lành vô cớ mắc họa chưa chắc đã là nỗi họa thật sự. Có thể là nhờ đó để khiến cho thành tựu của quý vị càng đẹp đẽ hơn. Nếu không, những ương họa ấy là do túc nghiệp oan khiên đời trước mà ra. Chỉ mong người đời nếu gặp thuận cảnh hãy càng thêm tinh tấn, nếu gặp phải nghịch cảnh hãy càng thêm dũng mãnh. Kết cục tốt đẹp hay xấu ác đều do chính mình đó thôi. Bảo thân lập mạng giới kỳ cập thiên địa nhân kỵ. Những ngày nên kiên kỵ hành dâm, hồng bảo vệ thân mạng. Lý làm lành được thiện do tâm mắc họa đã nói tường tận. Ngay như trong dòng vợ chồng, con người dễ sơ sót nhất. Chẳng biết trong một năm có những ngày nên đoạn dâm trai giới. Như trong nguyệt lệnh đã nói, 3 ngày trước khi có sấm, 3 ngày trước tiết xuân phân, quan phủ sai người đánh mỏ gỗ tuyên cáo dân chúng. Sắp có sấm động, kẻ chẳng kiên ăn nằm sẽ sanh con chẳng lành lặn, ắt gặp tai ương hùng hiểm. Chính là vì lẽ ấy, huống hồ khí huyết lưu hành trong thân người vốn tương ứng với tiết khí trong trời đất. Nếu hành dâm chẳng đúng thời, ắt chẳng phù hợp thời tiết, sẽ bị thương tinh tổn khí gấp trăm lần những khi khác. Còn như nhằm dịp thần minh giáng hạ soi xét, nếu dâm ô mạo muội khinh nhờn, có kẻ bị khiển trách ngấm ngầm mà chẳng biết. Vì thế trong cõi đời có kẻ cẩn trọng, thế mà ương họa rành rành là mắc bệnh, chết yểu hoặc gặp họa ngấm ngầm, tức là bị giảm mất tước lộc, giảm thọ, thường đều là vì lẽ này. Tới lúc ấy, dẫu hối hận cũng chẳng thể cứu vãn được. Sao bằng dâng theo kiên giữ để hối lỗi ngay từ bây giờ. Kính cẩn sao lục những ngày tháng cần phải kiêng dè và những ngày kỵ liên quan đến trời đất hoặc con người. Kẻ đã biết tự yêu thương chính mình sẽ đều tuân thủ vậy. Tháng Giêng, ngày mùng 1, Tết Nguyên Đán, Ngọc Đế xem xét thần, khí, tài lộc, thọ mạng của con người. Nguyệt Sốc, Nguyệt Sốc là ngày mùng 1 đầu tháng, giảm tài lộc, giảm thọ 12 năm. Mùng 3, Dạng Thần nhóm hội, đầu giáng. Đầu giáng là thuật ngữ của đạo giáo, chỉ bắt đầu tinh quân giáng trần, tra xét thiện ác, giảm thọ 12 năm. Mùng 5, Ngũ Hư Kỵ. Mùng 6, Lục Hao Kỵ. Lục Hao là ngày có thể bị cảm nhiễm bởi 6 thứ bệnh do các yếu tố âm, dương, sáng, tối, gió, mưa theo đông y. Lôi trai nhật, mỗi tháng giống nhau. Đây là một ngày trai giới theo đạo giáo. Theo họ, vào ngày mùng 6 mỗi tháng,
cựu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn sẽ giáng tra xét thiện ác, nên tính chúng phải trai giới trong ngày ấy, gọi tắt là lôi trai nhật, giảm thọ 12 năm. Mồng 7, ngày thượng hội. Ngày hội ở đây bắt nguồn từ thời Trương Lăng lập ra ngũ đấu mễ đạo. Hội nhật là ngày Trương Lăng truyền đạo, trao chứng thư công nhận một người là tín đồ nhập đạo. Do vậy, về sau đạo giáo quy định mỗi năm có 3 ngày hội là thượng hội, trung hội và hạ hội. Trong ngày hôm ấy, các đạo quán sẽ cúng tế, đọc kinh, cũng như cử hành lễ truyền đạo hoặc phong cấp cho các đạo sĩ, tổn thọ. Mồng 8, vía ngũ điện Diêm La Thiên Tử, tứ thiên dương tuần hành, mỗi tháng giống nhau, giảm thọ 12 năm. Mồng 9, vía Ngọc Hoàng Thượng Đế, giảm thọ 12 năm. 13, ngày kỵ Dương Công. Có nhiều cách giải thích về ngày này. Phổ biến nhất là truyền thuyết cho rằng Dương Công ở đây là Dương Kế Nghiệp, người lãnh đạo dòng họ Dương Gia Tướng lừng danh thời Bắc Tống. Trong trận chiến tại bãi Kim Sa thuộc vùng núi Lưỡng Lan, Dương Kế Nghiệp cho rằng tên gọi này là hai con sói, trong khi họ Dương của ông trùng âm với chữ Dương, con dê, rất bất lợi, dặn con em phải đề phòng cẩn thận. Kết quả trong trận chiến ấy, Dương Gia Tướng bị mai phục thất lợi. Con trai cả, con trai thứ hai và con trai thứ bảy của Dương Kế Nghiệp đều bỏ mạng. Con trai thứ tư lưu lạc sang phiên bang, con trai thứ năm bỏ đi tu. Dân gian lấy ngày 13 tháng Giêng để làm lễ kỷ niệm sự hy sinh của cha con họ Dương, dần dần hình thành ngày kiêng kỵ. 14. Tam Nguyên Giáng, tứ thiên dương tuần hành, mỗi tháng giống nhau. Tam Nguyên là Thượng Nguyên, Trung Nguyên và Hạ Nguyên. Đạo giáo tin rằng trong một năm có 3 ngày rằm lớn, tháng Giêng, tháng 7, tháng 10, tương ứng với ngày chủ trì của 3 vị đại đế chủ quản là Thiên Quang, Địa Quang và Thủy Quang. Những ngày các ngài giáng xuống trần gian tra xét thiện ác sẽ gọi là Tam Nguyên Giáng, giảm thọ 12 năm. 15. Tam Nguyên Giáng Thượng Nguyên Thần Hội. Tức là lễ Thượng Nguyên, thường gọi là rằm tháng Giêng. Ngày rằm mỗi tháng giống nhau, tứ thiên dương tuần hành mỗi tháng giống nhau, giảm thọ 12 năm. 16. Tam Nguyên Giáng giảm thọ. 19. Vía Trường Xuân Chân Nhân. Trường Xuân Chân Nhân chính là Khứu Xứ Cơ, 1148-1227, đệ tử thứ hai của Dương Trùng Dương, tức Dương Triết, sáng tổ của Toàn Chân Giáo, trong nhóm Toàn Chân Thất Tử, và là tổ sư của chi phái Long Môn trong Toàn Chân Giáo. Ông rất được các vua nhà Kim kính trọng, từng được Thành Các Tư Hãn mời sang Mông Cổ để hỏi đạo. Ông có ghi lại cuộc hành trình ấy bằng tác phẩm mang tên Tây Du Ký, ghi chép về những nơi ông đã đi qua, đặc biệt là những địa danh nổi tiếng của Mông Cổ như Hồ Bi Ư, Ulan Bator, A Khanh Gai, vân vân. Tên gọi này đã khiến nhiều người hiểu lầm ông là tác giả của bộ tiểu thuyết Tây Du Ký kể chuyện Tề Thiên. Bộ tiểu thuyết này do Ngô Thừa Ân viết vào đời Minh. 23. Thần Tam Thi báo cáo, tứ thiên dương tuần hành, mỗi tháng giống nhau. 25. Ngày Nguyệt Hối, mỗi tháng giống nhau. Ngày Nguyệt Hối là ngày trăng mờ, tức là do vị trí của địa cầu và mặt trăng. Trong những ngày ấy, hầu như không thể thấy mặt trăng được. Hiểu thông thường, ngày 30 mỗi tháng sẽ gọi là Đại Nguyệt Hối vì hoàn toàn không có trăng. Ngày mở kho trời đất. Đây là một tập tục cổ của người Hoa. Ngày thiên địa thương khai, kho trời đất mở, còn gọi là điền thương chứa đầy kho. Vào ngày hôm ấy, nông dân tụ tập nơi công cộng trong thôn xóm trước khi mặt trời mọc, dùng tro cỏ cây vẽ mấy vòng tròn to, chính giữa vòng lần lượt bỏ các thứ thóc lúa, lương thực, làm ra vẻ như vừa mới gặt hái về, rồi đốt pháo, reo hò, với ý nghĩa cầu mùa màng bội thu, đặc biệt là trong tháng Giêng. Ngày này còn là ngày chính thức trở lại công tác đồng áng.
bệnh tật. 27. Đầu giáng mỗi tháng giống nhau, giảm thọ 12 năm. 28. Các vị nhân trần ngự trong cõi âm, hãy nên kiêng ăn nằm trước một ngày bị bệnh. 29. Tứ thiên dương tuần hành mỗi tháng giống nhau. 30. Nguyệt hối, tư mạng. Tư mạng là gọi tắt của tư mạng táo quân. Báo cáo mỗi tháng giống nhau, tứ thiên dương tuần hành tháng thiếu thì kiêng vào ngày 29, giảm thọ. Mồng 1. Nguyệt sốc, vía nhất điện tần quảng dương, giảm thọ 12 năm. Mồng 2. Dạng thần nhóm hợp, vía phước đức thổ địa chánh thần, giảm thọ 12 năm, mắc họa. Mồng 3. Đấu giáng, vía văn xương đế quân, giảm tài lộc, giảm thọ 12 năm. Mồng 6. Lôi trai nhật, vía đông nhạc đế quân, giảm thọ. Mồng 8. Thích Ca Mâu Ni Phật xuất gia, vía tống đế vương. Vị này chính là vị Diêm Vương cai quản điện thứ 3, cai quản Hắc Thằng Đại Địa Ngục và 16 địa ngục nhỏ như địa ngục Xuyên Hiếp, Đâm Lũng Hông, địa ngục Quát Chỉ, Nạo Mở, vân vân. Vía Trương Đại Đế. Trương Đại Đế là một vị thần dân gian được thiền gia Trung Hoa thờ như thần bảo hộ đất đai và nhà chùa. Ông Húy là Trương Bột Tự Bá Cơ, quê ở Long Dương, Vũ Lăng, sanh vào đời Tây Hán. Theo truyền thuyết, ông từng vận dụng quân lính cõi âm để đào đường sông tại làng Thuận Lãnh, huyện Trường An, thuộc quận Ngô Hưng. Sau đó ẩn cư tại Hoành Sơn, dân cư nhớ ơn lập miếu thờ sau khi ông mất. Ông được sắc phong tước dương cho đời Tống. Tống Độ Tông đã truy tặng tước hiệu Chánh Hữu, Thánh Liệt Chiêu Đức Xương Phước Chân Quân. Tứ Thiên Dương tuần hành, giảm thọ 12 năm. 11. Dương Công Kỵ. 14. Tứ Thiên Dương tuần hành. 15. Thích Ca Mâu Ni Phật nhập Niết Bàn, Nguyệt Vọng. Nguyệt Vọng là ngày rằm, vía Thái Thượng Lão Quân, Tứ Thiên Dương tuần hành, giảm tài lộc, giảm thọ 12 năm. 17. Vía Đông Phương Đỗ Tướng Quân. Đây là một trong các thuộc hạ của Đông Nhạc Đại Đế, thường gọi là Ngũ Đạo Tướng Quân, trưởng quản sanh tử. Đỗ Tướng Quân chính là Đỗ Bình. 18. Vía Tứ Điện Ngũ Quang Dương, sinh nhật của Chí Thánh Tiên Sư Khổng Tử, giảm tài lộc, giảm thọ 12 năm. 19. Khánh Đản Quán Âm Đại Sĩ, giảm thọ 12 năm. 21. Khánh Đản Phổ Hiền Bồ Tát. 23. Tứ Thiên Dương tuần hành. 25. Ngài Nguyệt Hối, giảm thọ. 27. Đấu Giảng, giảm thọ 12 năm. 28. Nhân thần nhóm hợp cõi âm, mắc bệnh. 29. Tứ Thiên Dương tuần hành. 30. Nguyệt Hối, tư mạng báo cáo, tháng thiếu thì kiêng vào ngày 29, giảm thọ. Tháng 3 ngày mùng 1, Nguyệt Sốc, vía nhị điện sở Giang Dương, giảm thọ 12 năm. Mồng 3, Đẩu Giáng, vía Huyền Thiên Thượng Đế. Đây là một vị thần trong đạo giáo, vốn có tên là Huyền Vũ Đại Đế, trưởng quản phương Bắc, hàng yêu phục ma, được tôn xưng là vị thần bảo hộ đất nước. Cũng như là một vị chiến thần bảo hộ Dương Triều, nên thường được lập điện thờ ở phía Bắc Kinh Đô. Do phương Bắc thuộc thủy, trong ngũ hành, thủy được coi là màu đen, nên ông còn được gọi là Hắc Đế. Phương Bắc còn được gọi là Huyền Vũ theo kinh dịch, nên ông còn có các danh xưng là Bắc Đế, Chân Vũ, vì nhà Tống kiên húy chữ Huyền, Bắc Cực Đảng Ma Thiên Tôn, vân vân. Giảm thọ 12 năm. Mồng 6 Lôi Trai Nhật, giảm thọ. Mồng 8 Vía Lục Điện Biện Thành Dương, Tứ Thiên Dương tuần hành, giảm thọ 12 năm. Mồng 9 Ngưu Quỷ Thần Xuất, Dương Công Kỵ, sanh ác thai. 12. Vía Trung Ương Ngũ Đạo. 14. Tứ Thiên Dương tuần hành. 15. Nguyệt Vọng vía Huyền Đàn, vía Hạo Thiên Thượng Đế. Hạo Thiên Thượng Đế là danh xưng khác của Ngọc Hoàng Đại Đế. Tứ Thiên Dương tuần hành, giảm thọ 12 năm. 16. Khánh Đản Chuẩn Đề Bồ Tát,
giảm thọ 12 năm. 18. Vía Trung Nhạc Đại Đế, vía Hậu Thổ Nương Nương. Hậu Thổ Nương Nương chính là nữ thần trưởng quản đất đai trong đạo giáo, còn gọi là Địa Mẫu Nương Nương, Địa Mẫu Nguyên Quân, Hậu Thổ Phu Nhân, Cửu U Tố Nữ, vân vân. Tam Mạo Giáng Hạ. Tam Mao Chân Quân theo truyền thuyết là ba anh em ở Hàm Dương, tức Mao Doanh, Mao Cố, Mao Trung, đắc đạo vào đời Hán, ẩn cư tại Mao Sơn ở Vân Nam. Họ được coi là tổ sư của phái Mao Sơn trong đạo giáo. 20. Ngày mở kho trời đất, vía Tử Tôn Nương Nương. Tử Tôn Nương Nương là vị thần được coi là có thể ban cho con cháu người thờ phụng. Tùy theo từng dùng tại Trung Hoa mà có đến 20 vị nữ thần được coi là Tử Tôn Nương Nương, như Bảo Đậu Phu Nhân, Kim Hoa Phu Nhân, vân vân. Tổng thọ 23. Tứ Thiên Dương Tuần Hành. 25. Ngày Nguyệt Hối giảm thọ. 27. Đậu Giáng, vía Thất Điện Thái Sơn Dương, giảm thọ 12 năm. 28. Nhân thần nhóm hợp cõi âm, vía Thương Hiệt. Theo truyền thuyết, Thương Hiệt là người đã chế ra chữ Hán, chí thánh tiên sư, bị bệnh giảm tài lộc, giảm thọ 12 năm. 29. Tứ Thiên Dương Tuần Hành. 30. Nguyệt Hối, Tư Mạng Báo Cáo, Tứ Thiên Dương Tuần Hành, tháng Thiếu Tỵ Kiên vào ngày 29, giảm thọ. Tháng 4, mồng 1, Nguyệt Sốc, vía Bát Điện Đô Thị Dương, giảm thọ 12 năm. Mồng 3, Đậu Giáng, giảm thọ 12 năm. Mồng 4, Dạng Thần Thiện Hóa, Khánh Đảng Văn Thù Bồ Tát, sảy thai, thai chết yểu. Mồng 6, Lôi Trai Nhật, giảm thọ. Mồng 7, Nam Đậu, Bắc Đậu, Tây Đậu cùng Giáng Hạ, Dương Công Kỵ, giảm thọ. Mồng 8, Khánh Đảng Thích Ca Mâu Ni Phật, Dạng Thần Thiện Hóa, Thiện Ác Đồng Tử Giáng Hạ, Vía Cửu Điện Bình Đẳng Dương, Tứ Thiên Dương Tuần Hành, giảm thọ 12 năm, thai chết yểu, bị bệnh về máu mà chết. 14. Vía Thuần Dương Tổ Sư. Thuần Dương Tổ Sư chính là Lữ Động Tân, Lữ Nham, thầy dạy đạo của Dương Trùng Dương, sáng tổ toàn chân giáo, giảm thọ. 15. Nguyệt Vọng, vía Chung Ly Tổ Sư. Chung Ly Tổ Sư tức là Chung Ly Quyền, tức một vị trong Bát Tiên. Lữ Động Tân học đạo từ vị này, Tứ Thiên Dương Tuần Hành, giảm thọ. 16. Ngày Trời Đất Mở Kho, tổng thọ. 17. Vía Thập Điện Chuyển Luân Dương, giảm thọ 12 năm. 18. Ngày Trời Đất Mở Kho, vía Tử Vi Đại Đế. Tử Vi Đại Đế có tên gọi đầy đủ là Trung Thiên Tử Vi Bắc Cực Thái Hoàng Đại Đế, là con trai thứ của Đậu Mẫu Nguyên Quân, trưởng quản các tinh tú, phước họa của hoàng gia. Vị này được coi là một trong tứ ngự tôn thần của đạo giáo, Hạo Thiên Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế, Trung Thiên Tử Vi Bắc Cực, Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế, Thừa Thiên Hiệu Pháp Hậu Thổ Địa Kỳ. Vị sau cùng chính là Địa Mẫu. Tông Thiên Thai và Thiền Tông Trung Hoa cũng xếp vị này vào trong 24 vị hộ pháp của Phật môn, giảm thọ. 20. Vía Nhãn Quang Thánh Mẫu. Đây là một vị nữ thần trong đạo giáo chuyên trị bệnh về mắt, được coi là hóa thân của Bảo Sanh Chân Nhân Hoàng Đức Bích Hà Nguyên Quân, gọi tắt là Thái Sơn Nương Nương, tức nữ thần núi Đông Nhạc. Nhãn Quang Thánh Mẫu còn gọi là Nhãn Mục Nguyên Quân, Nhãn Dương Nải Nải, Nhãn Quang Thánh Mẫu Huệ Chiếu Minh Mục Nguyên Quân, vân vân. 23. Tứ Thiên Dương Tuần Hành. 25. Nguyệt Hối giảm thọ. 27. Đậu Giáng giảm thọ 12 năm. 28. Nhân thần nhóm họp cõi âm bị bệnh. 29. Tứ Thiên Dương Tuần Hành. 30. Nguyệt Hối, Tư Mạng Báo Cáo, Tứ Thiên Dương Tuần Hành, gặp tháng Thiếu Tỵ Kiên vào ngày 29, giảm thọ. Tháng 5, mồng 1, Nguyệt Sốc, vía Nam Cực Trường Sanh Đại Đế.
còn gọi là Nam Cực Tiên Ông, Nam Cực Lão Nhân, Thọ Tinh hoặc Thọ Lão Nhân, là một vị thần chủ trì sự trường thọ. Vị này chính là ông Thọ trong bộ Tam Đa Phước Lộc Thọ. Mồng 3, Đẩu Giáng, giảm thọ 12 năm. Mồng 5, Địa Lạp. Địa Lạp chính là ngày lễ Đoan Ngọ, tức lễ mồng 5 tháng 5. Ngũ đế giảo định quan tước của con người, ngày cửu độc. Ngày cửu độc dựa theo truyền thống dân gian, tháng 5 được coi là tháng độc hại. Trong tháng ấy sẽ có 9 ngày độc hại nhất, khởi đầu từ ngày Đoan Ngọ. Để trừ độc, dân chúng uống rượu hùng hoàng, hái cỏ ngải dân dân. Đây chính là lúc chuyển mùa từ xuân sang hạ. Sâu bọ sanh sôi nhiều, rất dễ bị nhiễm trùng. Khí trời oi bức, con người dễ bị bệnh nhất. Dương công kỵ, giảm tài lộc, giảm thọ 12 năm, chết yểu, tai họa bất ngờ. Mồng 6, ngày cửu độc, lôi trai nhật, chết yểu, tai họa bất ngờ. Mồng 7, ngày cửu độc, chết yểu, tai họa bất ngờ. Mồng 8, vía Nam Phương ngũ đạo, tứ thiên dương tuần hành, tổn thọ. 11, ngày mở kho trời đất, vía Đô Thành Hoàng trong thiên hạ, tổn thọ. 12, vía Bính Linh Công. Bính Linh Công còn gọi là Bính Linh Đế Quân, hoặc Bính Linh Nhân Huệ Dương, hoặc Lôi Hỏa Đô Nguyên Soái Thống Nhiếp Tam Sơn, Bính Linh Nhân Huệ Đế Quân. Theo truyền thuyết, ông là con thứ ba của Đông Nhạc Đại Đế. Ông là thần sấm, thần núi, là thần hộ pháp trong đạo giáo, tổn thọ. 13. Quang Thánh Giáng Trần, giảm tài lộc, giảm thọ 12 năm. 14. Tứ Thiên Dương tuần hành, giờ tí nửa đêm là lúc trời đất giao hòa. Trong vòng 3 năm, vợ chồng đều chết. 15. Nguyệt vọng, ngày cửu độc, tứ thiên dương tuần hành, chết yểu, tai họa bất ngờ. 16. Ngày cửu độc, ngày nguyên khí tạo hóa vạn vật trong trời đất. Trong vòng 3 năm, vợ chồng đều chết. 17. Ngày cửu độc, chết yểu, tai họa bất ngờ. 18. Vía Trương Thiên Sư. Trương Thiên Sư chính là Trương Lăng, 34-156, người sống vào thời Đông Hán, thuộc huyện Phong, nay là thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô, sáng tổ của đạo giáo. Phái đạo giáo của ông được gọi là Chánh Nhất hoặc Thiên Sư Đạo. Con cháu ông vẫn tiếp tục giữ ngôi vị Thiên Sư cho đến hiện thời. Đời thứ 64 là Trương Nguyên Tiên, 1931-2008. Ngôi vị Thiên Sư hiện đang bỏ trống vì con cháu họ Trương ở Đại Lục và Đài Loan đang tranh giành ráo riết ngôi vị này. 22. Vía Hiếu Nga Thần, giảm thọ 12 năm. 23. Tứ Thiên Dương tuần hành. 25. Ngày cửu độc, ngày nguyệt hối, chết yểu, tai họa bất ngờ. 26. Ngày cửu độc, chết yểu, tai họa bất ngờ. 27. Ngày cửu độc, chết yểu, tai họa bất ngờ. 28. Nhân thần nhóm hợp cõi âm, bị bệnh. 29. Tứ thiên dương tuần hành. 30. Nguyệt hối, tư mạng báo cáo, tứ thiên dương tuần hành, tháng thiếu thì kiêng vào ngày 29. Xét ra tháng này kiêng sắc dục trọn tháng thì hơn, giảm thọ. Tháng 6, mồng 1, nguyệt sốc, giảm thọ 12 năm. Mồng 3, đẩu giáng, dương công kỵ, giảm thọ 12 năm. Mồng 4, Nam Thiệm Bộ Châu chuyển đại pháp luân, tổn thọ. Mồng 6, ngày mở kho trời đất, lôi trai nhật, tổn thọ. Mồng 8, tứ thiên dương tuần hành. Mồng 10, khánh đản Kim Túc Như Lai. Cư sĩ Duy Ma Cật là hóa thân của Kim Túc Như Lai. 13. Vía Tỉnh Tuyền Long Dương. Tỉnh Tuyền Long Dương, người Hoa và người Ấn tin mỗi chỗ có nước đều có Long Dương cai quản. Sông rạch, hồ, suối, ao, đầm, chầm, khe, ngòi, giếng vân vân đều có Long Dương cai quản. Ở đây chỉ nói là Tỉnh Tuyền Long Dương. Long Dương cai quản giếng suối để phím chỉ các vị Long Dương. 14. Tứ Thiên Dương tuần hành. 15. Nguyệt vọng tứ thiên dương tuần hành, giảm thọ 12 năm. 19. Quán Âm Đại Sĩ Niết Bàn ngày thành đạo,
giảm thọ 12 năm. 23. Vía Nam Phương Hỏa Thần, Tứ Thiên Dương Tuần Hành, bị trùng tan. 24. Vía Lôi Tổ, Lôi Tổ tức là Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn. Vị này là con trai thứ 9 của Nguyên Thủy Thiên Tôn và cũng là Hiên Viên Hoàng Đế sau khi xả thân hóa thành. Ông chủ quản lôi bộ trông coi về sấm sét của thiên đình, thường xuống nhân gian vào mùng 6 mỗi tháng để tra xét thiện ác. Ngày hôm đó được gọi là Lôi Trai Nhật, vía quan đế, giảm tài lộc, giảm thọ 12 năm. 25. Ngày Nguyệt Hối giảm thọ. 27. Đậu Giáng giảm thọ 12 năm. 28. Nhân thần nhóm cõi âm bị bệnh. 29. Tứ Thiên Dương Tuần Hành. 30. Nguyệt Hối, Tư Mạng báo cáo Tứ Thiên Dương Tuần Hành. Tháng Thiếu Tỵ Kiên vào ngày 29, giảm thọ. Tháng 7, mùng 1, Nguyệt Sốc, Dương Công Kỵ, giảm thọ 12 năm. Mồng 3, Đẩu Giáng, giảm thọ 12 năm. Mồng 5, ngày Trung Hội, tổn thọ. Mồng 6, Lôi Trai Nhật, giảm thọ. Mồng 7, Đạo Đức Lạp. Đạo Đức Lạp là một trong năm ngày trai giới cúng tế của Đạo Giáo, Thiên Lạp, Địa Lạp, Đạo Đức Lạp, Dân Tuế Lạp và Hầu Dương Lạp. Được quy định vào ngày mồng 7 tháng 7. Họ tin vào ngày này, ngũ đế sẽ hội tụ 7 loại khí ở phương Tây để tra xét thiện ác của nhân gian, tính chúng nên trai giới, mở trai đàn cầu phước, siêu tiến tổ tiên. Ngũ đế ở đây chính là Ngũ Nhạc Đại Đế, tức năm vị thần trưởng quản năm ngọn núi lớn của Trung Hoa, quản sự sanh tử thiện ác của toàn thể Trung Hoa, gồm Đông Nhạc Thái Sơn Thiên Tề Nhân Thánh Đại Đế, Tây Nhạc Hoa Sơn Kim Thiên Nguyện Thánh Đại Đế, Nam Nhạc Hành Sơn Tư Thiên Chiêu Thánh Đại Đế, Bắc Nhạc Hằng Sơn Anh Thiên Huyền Thánh Đại Đế và Trung Nhạc Tung Sơn Trung Thiên Sùng Thánh Đại Đế. Ngũ đế so sánh thiện ác của con người, vía Khôi Tinh. Khôi Tinh chính là sao khuê, ngôi sao này được thần cách hóa thành Đại Khôi Tinh Quân, trông coi về mạng vận, văn tài trong thi cử và văn bút nói chung của nho sĩ. Trong thiên văn, Khuê Tinh, Khôi Tinh gồm 4 vị sao trong tòa sao Bắc Đẩu, tức sao Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ và Thiên Quyền. Đôi khi người ta lầm lẫn sao Khuê với sao Văn Xương, vì Văn Xương Đế Quân cũng chủ trì khoa cử. Thật ra, sao Văn Xương thuộc dùng sao Tử Vi. Tinh tòa Tử Vi có rất nhiều nhóm sao, chẳng hạn Bắc Cực, Tứ Phụ, Thiên Ất, Thái Ất, Âm Đức, Nữ Sử, vân vân. Nói cách khác, Văn Xương chính là chòm sao Đại Hùng. Mồng 8, Tứ Thiên Dương Tuần Hành. Mồng 10, ngày Âm Độc, Đại Kỵ. 12, vía Trường Chân Đàm, Chân Nhân. Đàm Chân Nhân chính là Đàm Xứ Đoan, là một trong 7 vị đại đệ tử, toàn chân thất tử của Dương Trùng Dương. Ông tên thật là Đàm Ngọc, tự Bá Ngọc, quê ở Ninh Hải, tỉnh Sơn Đông. Khi ông bị bệnh, nghe danh Trùng Dương, bèn đến xin chữa trị. Dương Trùng Dương đóng cửa không tiếp. Ông kiên trì cầu thỉnh ngoài cửa suốt đêm. Cửa bỗng dưng mở ra. Dương Trùng Dương cho là ông có duyên với đạo, gọi vào trò chuyện, bàn lẽ huyền nhiệm trong đạo giáo. Tới sáng, bệnh của Đàm Ngọc tự dưng khỏi hẳn. Ông bèn xin theo hầu. Dương Trùng Dương bèn đặt đạo hiệu là Xứ Đoan, đạo tự là Thông Chánh, biệt tự là Trường Chân. Ông đảm nhiệm chức trưởng môn đời thứ 3 của Toàn Chân. Môn đệ của ông thành lập chi phái Nam Vô của Toàn Chân Giáo. Sau khi ông mất, đồ chúng tôn xưng ông là Huyền Đức, Ôn Đức Chân Quân. Nguyên Thế Tổ sắc phong là Trường Chân Dân Thủy Ôn Đức Chân Nhân. 13. Khánh Đản Đại Thế Chí Bồ Tát giảm thọ. 14. Tam Nguyên Giáng Tứ Thiên Dương Tuần Hành giảm thọ. 15. Nguyệt Vọng Tam Nguyên Giáng Địa Quang Tra Sổ Tứ Thiên Dương Tuần Hành giảm thọ 12 năm. 16. Tam Nguyên Giáng giảm thọ 12 năm. 18. Vía Tây Dương Mẫu. Tây Dương Mẫu có thể coi như là chúa của tất cả các vị tiên.
bà có tên gọi đầy đủ là Bạch Ngọc Quy Đài Cửu Phụng Thái Chân Tây Dương Mẫu, hoặc gọi gọn là Kim Mẫu Nguyên Quân, Diêu Trì Kim Mẫu. Các phái đạo giáo về sau, nhất là Minh Sư Đạo, thường gọi bà là Diêu Trì Phật Mẫu. Bà được coi là vị nữ thần do khí hỗn độn ban sơ kết thành. Theo các hồng, khi vũ trụ còn hỗn độn, Nguyên Thủy Thiên Tôn, tức Bàn Cổ Chân Nhân, tách rời trời đất, ngự ở trung tâm trời đất gọi là Ngọc Kinh Sơn. Đạo khí kết thành một vị tôn thần tên là Thái Nguyên Thánh Mẫu. Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy Thái Nguyên Thánh Mẫu sanh ra Thiên Hoàng Phù Tang Đại Đế và Tây Dương Mẫu. Nguyên Thủy Thiên Tôn cho bà ngự tại núi Côn Luân, chưởng quản vạn linh, chưởng quản chư vị tiên nữ. Có những sách như Phong Thần Diễn Nghĩa, Thần Tiên Truyện, Vạn Thế Chân Tiên Thể Đạo Thông Giám lại coi bà là vợ của Hậu Thiên Thượng Đế, sanh ra tất cả 24 công chúa, giảm thọ 12 năm. 19. Vía Thái Tuế. Theo đạo giáo, có tất cả 60 vị thần lần lượt trưởng quản nhân gian mỗi năm. 60 vị thần ấy tương ứng với chu kỳ 60 năm của một hoa giáp, tức là 10 thiên can phối hợp với 12 địa chi thành 60 năm. Tùy theo vũ khí hoặc dụng cụ cầm trong tay của mỗi vị thần ấy, thường gọi là trị niên thái tuế hoặc tuế quân. Mà người ta có thể dự đoán tình hình trong năm ấy, chẳng hạn như năm Mậu Thìn, Thái Tuế và Triệu Đạt đại tướng quân mang hình rồng, hai tay cầm rồng. Năm Quý Dậu, Thái Tuế là Khang Chí đại tướng quân có hình gà, tay cầm cờ lệnh, vân vân, giảm thọ 12 năm. 22. Vía Tăng Phước Tài Thần. Vị thần này chủ quản về tiền tài, tài sản, có tên gọi đầy đủ là Tăng Phước Chí Thiện, Bình Thí Chân Quân, hoặc gọi gọn là Tăng Phước Tướng Công. Theo truyền thuyết, ông tên thật là Lý Quỷ Tổ, người huyện Truy Xuyên thời Bắc Ngụy, từng làm huyện lệnh huyện Khúc Lương dưới thời Bắc Ngụy Hiếu Văn Đế, nổi tiếng liêm khiết, chánh trực, yêu dân như con, thường đem hết bổng lộc của chính mình thí cho dân nghèo. Do vậy, sau khi mất, ông được dân chúng lập miếu thờ. Nói về chức trách của ông có hai thuyết. Một, ông là thuộc hạ của Đông Nhạc Đế Quân, chuyên phán đoán công và tội của người vừa mất. Hai là tính toán công đức của người đã chết để quyết định phước báo đời sau của người đó. Nhưng ông thường được thờ như một vị văn tài thần trong số các tài thần. Giảm tài lộc, giảm thọ 12 năm. 23. Tứ Thiên Dương Tuần Hành. 25. Nguyệt Ối Giảm Thọ. 27. Đậu Gián Giảm Thọ 12 năm. 28. Nhân Thần Nhóm Hợp Cõi Âm Bị Bệnh. 29. Dương Công Kỵ Tứ Thiên Dương Tuần Hành. 30. Khánh Đản Địa Tạng Bồ Tát Nguyệt Hối Tư Mạng Báo Cáo Tứ Thiên Dương Tuần Hành Tháng Thiếu Tỵ Kiên vào ngày 29. Giảm thọ 12 năm. Tháng 8 mồng 1, Nguyệt Sốc, vía Hứa Chân Quân. Hứa Chân Quân, tên thật là Hứa Tôn, 239-374, tự là Kính Chi, là một đạo sĩ nổi danh đời Tấn. Ông quê ở huyện Nam Xương, được tôn xưng là tổ sư của phái Lư Sơn và Tịnh Minh Đạo của đạo giáo. Thuở trẻ, ông thích săn bắn, có lần đuổi nai, thấy nai mẹ lấy thân hình che chở cho con. Khi hai mẹ con rơi xuống núi, bèn cảm ngộ, bỏ săn bắn, theo Ngô Mảnh học đạo. Ông từng làm huyện lệnh huyện Thắng Dương, do vậy đạo giáo đôi khi gọi ông là Thắng Dương Tổ Sư. Sau khi Tám Dương gia giấy loạn, ông từ quan, chuyên tâm truyền đạo, hướng dẫn dân chúng sửa sang đi điều, nắn dòng sông để ngừa lũ lụt, nhất là tại vùng Dự Chương, Hồ Quảng, Phước Kiến. Ông cũng được coi là người có công trấn tà, trừ các loài thủy quái như giao long giúp dân, giảm thọ 12 năm. Mồng 3, Đậu Gián, vía Bắc Đậu, vía Tư Mạng Táo Quân, giảm tài lộc, giảm thọ 12 năm, bị hỏa hoạn. Mồng 5, vía Lôi Thanh Đại Đế. Vị này chính là Lôi Tổ đã được đề cập trong phần chú thích trước, giảm thọ 12 năm. Mồng 6, Lôi Trai Giảm Thọ. Mồng 8, Tứ Thiên Dương Tuần Hành. Mồng 10, Vía Bắc Đẩu Đại Đế.
12 dĩa Tây Phương ngũ đạo, 14 tứ thiên dương tuần hành, 15 nguyệt vọng thái âm triều nguyên, hãy nên thắp hương thức đêm tứ thiên dương tuần hành, chết đột ngột. 16 thiên tào lược loát chân quân giáng hạ, đây là một vị thần trong đạo giáo chuyên đảm bảo tài sản của con người đúng như vận mạng đã định. Nếu có ai tài sản vượt quá số lượng đã định sẵn trong mạng, vị thần này sẽ tước đoạt bớt, vì thế gọi là lược loát, đoạt lấy, giảm trừ. Vị này còn gọi là lược loát sứ hoặc lược loát đại phu, nghèo nàn chết yểu. 18. Ngày trời người tăng phước, hãy nên trai giới, nghĩ tới chuyện tốt lành. 23. Tứ thiên dương tuần hành, vía Hán hoàng hậu Trương Hiển Dương. Vị này chính là Trương Phi, người kết nghĩa với Lưu Bị và Quan Dân Trường. Ông được phong là Hán hoàng hậu. 24. Vía Táo quân phu nhân. 25. Ngày nguyệt hối giảm thọ. 27. Đậu giáng vía Chí Thánh Tiên Sư Khổng Tử Dương Công Kỵ, giảm tài lộc, giảm thọ 12 năm. 28. Nhân thần nhóm họp cõi âm, tứ thiên họp mặt nghị sự, bị bệnh. 29. Tứ thiên dương tuần hành. 30. Nguyệt hối, tư mạng báo cáo, tứ thiên dương tuần hành, chư thần tra xét, tháng thiếu thì kiên vào ngày 29, giảm thọ. Tháng 9 mồng 1, nguyệt sốc, vía Nam Đẩu. Nam Đẩu là tinh tòa sáu ngôi thuộc tinh hệ Nhân Mã. Nam Đẩu gồm có Thiên Sát, Thiên Tướng, Thiên Đồng, Thiên Cơ, Thiên Lương và Thiên Phủ. Đạo giáo coi sáu ngôi sao này là hóa thân của Nam Đẩu Tinh Quân và cho là Bắc Đẩu chủ tử, Nam Đẩu chủ sinh. Bắc Đẩu cũng có hình giống cái gáo gồm bảy ngôi sao: Thiên Cơ, Thiên Tuyền, Thiên Quyền, Thiên Xu, Ngọc Xung, Khai Dương và Giao Quang. Từ mồng 1 đến mồng 9, chín vị tinh quân thuộc Bắc Đẩu giáng hạ, trong 9 ngày này đều nên kiêng hành dâm, giảm lộc, giảm thọ 12 năm. Mồng 3, vía Ngũ Ôn Thần. Ngũ Ôn Thần còn gọi là Ngũ Ôn Sứ Giả, là những vị thần chuyên giáng ôn dịch, bao gồm Xuân Ôn Trương Nguyên Bá, Hạ Ôn Lưu Nguyên Đạt, Thu Ôn Triệu Công Minh, Đông Ôn Chung Sĩ Quý và Tổng quản Trung Ôn Sử Văn Nghiệp. Ôn dịch tức là bệnh truyền nhiễm cấp thời, đặc biệt là khi chuyển mùa. Mồng 8, tứ thiên dương tuần hành. Mồng 9, vía Đẩu Mẫu. Đẩu Mẫu Nguyên Quân là một vị nữ thần được coi là mẹ của các vị tinh quân thuộc sao Bắc Đẩu. Theo các nhà nghiên cứu, vị này chính là biến thể trong đạo giáo của Ma Lợi Chi Thiên từ Phật giáo. Vì sao bà còn được coi là mẹ của Bắc Cực Tử Vi Đại Đế và Câu Trần Đại Đế, nên thường gọi là Cửu Hoàng Đại Đế Chi Mẫu. Vía Phong Đô Đại Đế. Phong Đô Đại Đế còn gọi là Phong Đô Gia, cai quản thập điện Diêm Quân và ngũ phương quỷ đế, tức là người thống trị địa ngục trong đạo giáo, có chức trách bảo toàn sự thuận lợi cho người sống, duy trì trật tự trong cõi âm. Vai trò của vị này hẹp hơn Đông Nhạc Đại Đế, đóng vai trò phụ tá cho Đông Nhạc Đại Đế, chuyên quản trị địa phủ, trong khi Đông Nhạc trưởng quản mọi chuyện trong cõi âm. Huyền Thiên Thượng Đế phi thăng, giảm lộc, giảm thọ 12 năm. Mồng 10, Đẩu Mẫu giáng hạ, giảm thọ 12 năm. 11, nên kiêng cử. 13, vía Mạnh Bà Tôn Thần. Mạnh Bà là vị thần theo đạo giáo chuyên đảm nhiệm công việc khiến cho người ta quên hết chuyện đời trước khi đi độc thai. Bà ở bên cầu Nại Hà chế thuốc thêm vào nước sông Dông Xuyên tạo thành một thứ canh có đủ năm vị, gọi là Mạnh Bà Thang. Canh của Mạnh Bà ta quen gọi là cháo lú. Khi quỷ hồn được thập điện chuyển lưng dương cho đi đầu thai, quỷ sứ sẽ dẫn hồn đến cầu Nại Hà để Mạnh Bà cho uống cháo lú rồi mới đi đầu thai. 14. Tứ thiên dương tuần hành. 15. Nguyệt vọng tứ thiên dương tuần hành, giảm thọ 12 năm.
17, vía Kim Long Tứ Đại Vương bị tai nạn về trước. 19, Nhật Cung Nguyệt Cung Hội Quán Thế Âm Bồ Tát xuất gia, giảm thọ. 23, Tứ Thiên Dương Tuần Hành. 25, Nguyệt Hối Dương Công Kỵ, giảm thọ. 27, Đẩu Gián, giảm thọ 12 năm. 28, Nhân Thần Nhóm Hợp Cõi Âm bị bệnh. 29, Tứ Thiên Dương Tuần Hành. 30, Khánh Đảng Dược Sư Lưu Ly Quang Phật, Nguyệt Hối, Tư Mạng Báo Cáo, Tứ Thiên Dương Tuần Hành, tháng thiếu trì kiên vào ngày 29, bệnh nguy ngập, giảm thọ. Tháng 10, mồng 1, Nguyệt Hối, Dân Tuế Lạp, Tứ Thiên Dương Giáng Hạ, giảm thọ, chết trong vòng một năm. Mồng 3, Đẩu Gián, Vía Tam Mao, giảm thọ 12 năm. Mồng 5, Ngài Hạ Hội, Khánh Đảng Tổ Sư Đạt Ma, tổn thọ. Mồng 6, Thiên Tào Khảo Sát, giảm thọ 12 năm. Mồng 8, Ngài Phật Nhập Niết Bàn, Đại Kỵ Sắc Dục, Tứ Thiên Dương Tuần Hành. Mồng 10, Tứ Thiên Dương Giáng Hạ, trong vòng một năm sẽ chết. 11, Nên Kiên Sắc Dục. 14, Tam Nguyên Giáng, Tứ Thiên Dương Tuần Hành, giảm thọ. 15, Nguyệt Vọng, Tam Nguyên Giáng, Hạ Nguyên Thủy Phủ Kiểm Sổ Sách, Tứ Thiên Dương Tuần Hành, giảm thọ 12 năm. 16, Tam Nguyên Giáng. 23, Dương Công Kỵ, Tứ Thiên Dương Tuần Hành. 25, Ngài Nguyệt Hối, giảm thọ. 27, Đẩu Gián, Bắc Cực Tử Vi Đại Đế Giáng Hạ, giảm thọ 12 năm. 28, Nhân Thần Nhóm Hợp Cõi Âm bị bệnh. 29, Tứ Thiên Dương Tuần Hành. 30, Nguyệt Hối, Tư Mạng Báo Cáo, Tứ Thiên Dương Tuần Hành, tháng thiếu thì kiên vào ngày 29, giảm thọ. Tháng 11, mồng 1, Nguyệt Sóc, giảm thọ 12 năm. Mồng 3, Đẩu Gián, giảm thọ 12 năm. Mồng 4, Vía Chí Thánh Tiên Sư Khổng Tử, giảm lộc, giảm thọ 12 năm. Mồng 6, Vía Tây Nhạc Đại Đế, giảm lộc, giảm thọ 12 năm. Mồng 8, Tứ Thiên Dương Tuần Hành. 11, Ngày Trời Đất Mở Kho, Vía Thái Ất, Cứu Khổ Thiên Tôn, còn gọi là Thái Ất Thiên Tôn, Thanh Huyền Thượng Đế, Thanh Hoa Đại Đế, Tầm Thanh Cứu Khổ Thiên Tôn, hoặc Thập Lực Cứu Khổ Thiên Tôn, vân vân. Ông ngự trong Diệu Nghiêm Cung thuộc thế giới Thường Lạc ở phương Đông, tiếp độ vong hồn chịu khổ. Do vậy, ông thường được cầu đảo trong các dịp thanh minh, rằm tháng 7, trùng dương, vân vân, giảm thọ 12 năm. 14, Tứ Thiên Dương Tuần Hành. 15, Nguyệt Vọng, Tứ Thiên Dương Tuần Hành, phạm dâm vào nửa đầu đêm, nam chết, phạm dâm vào nửa cuối đêm, nữ chết. 17, Khánh Đảng A-di-đà Phật. 19, Vía Thái Dương Nhật Cung, tai họa oái oăm. 21, Dương Công Kỵ, tuyệt tự. 23, Vía Trương Tiên. Trương Tiên còn gọi là Tống Tử Trương Tiên, là một vị nam thần trong đạo giáo, có thể ban cho người cầu đảo con cái, giống như Tống Tử Nương Nương, Kim Hoa Phu Nhân, vân vân. Ông thường được biết đến như một vị thần bảo hộ trẻ nhỏ. Tứ Thiên Dương Tuần Hành. 25, Lược Loát Đại Phu Giáng Hạ, Ngày Nguyệt Hối Đại Hung. 26, Vía Bắc Phương Ngũ Đạo. 27, Đẩu Gián, giảm thọ 12 năm. 28, Nhân Thần Nhóm Hợp Cõi Âm bị bệnh. 29, Tứ Thiên Dương Tuần Hành. 30, Nguyệt Hối, Tư Mạng Báo Cáo, Tứ Thiên Dương Tuần Hành, tháng thiếu tỵ kiên vào ngày 29, giảm thọ. Tháng chạp, mồng 1, Nguyệt Sóc, giảm thọ 12 năm. Mồng 3, Đẩu Gián, giảm thọ 12 năm. Mồng 6, Mở Kho Trời Đất, Lôi Trai Nhật, giảm thọ. Mồng 7, Lược Loát Đại Phu Giáng Hạ, bệnh ngặt. Mồng 8, Dương Hầu Lạp, Ngày Thích Ca Như Lai Thành Phật, Tứ Thiên Dương Tuần Hành, Ngày Mậu trong 10 ngày đầu tiên,
giảm thọ 12 năm. 12. Thái Tố Tam Nguyên Quân. Thái Tố Tam Nguyên Quân là một nữ thần trong đạo giáo, là mẹ của Tam Tố Nguyên Quân, Tử Tố, Hoàng Tố và Bạch Tố. Đạo giáo nói bà từ hư không kết thành hình, sanh trên hoa trong cõi trời cao thượng Thượng Thanh Bảo Tố Cửu Huyền Ngọc Hoàng Thiên, Triều Chân. 14. Tứ Thiên Dương Tuần Hành. 15. Nguyệt Vọng Tứ Thiên Dương Tuần Hành, giảm thọ 12 năm. 16. Vía Nam Nhạc Đại Đế. 19. Dương Công Kỵ. 20. Thiên Địa Giao Đạo, rút ngắn tuổi thọ. 21. Ngày Vía Thiên Do Thượng Đế. Thiên Do Thượng Đế là một trong Bắc Cực Tứ Thánh của đạo giáo, tức là bốn vị chân quân ở phương Bắc, bao gồm Thiên Bồng Đại Nguyên Soái chân quân, Thiên Do Phó Nguyên Soái chân quân, Dực Thánh Bảo Đức Trừ Khánh chân quân và Chân Vũ Linh Ứng Hữu Thánh chân quân. Bốn vị này là thuộc hạ của Bắc Đế. 23. Thần Ngũ Nhạc Giáng Hạ Tứ Thiên Dương Tuần Hành. 24. Táo Quân Chầu Trời Tâu Điều Thiện Lẽ Ác của Nhân Gian Đại Họa. 25. Tam Thanh. Tam Thanh là ba cõi trời cao nhất trong đạo giáo, tức Thượng Thanh, Thái Thanh và Ngọc Thanh. Nhưng khi nói đến Tam Thanh, ta thường hiểu là ba vị thánh nhân: Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn Lão Tử và Ngọc Thanh Nguyên Thi Thiên Tôn của ba cõi trời ấy, đồng thời là đấng sáng tạo vũ trụ. Đứng đầu trong ba vị ấy chính là Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn. Có thể hiểu đơn giản như sau: vũ trụ là một khí, từ một khí tách thành ba nguyên tố chánh yếu, được thần cách hóa thành Tam Thanh. Ngọc Đế cùng Giáng Hạ khảo sát thiện ác. 27. Đẩu Giáng giảm thọ 12 năm. 28. Nhân thần nhóm họp cõi âm, bị bệnh. 29. Khánh Đảng Hoa Nghiêm Bồ Tát Tứ Thiên Dương Tuần Hành. 30. Chư thần Giáng Hạ xem xét thiện ác, phạm lỗi hành dâm thì nam lẫn nữ đều chết. Nhận định: trong giới kỳ trên đây, mỗi năm có tất cả 225 ngày, tháng, nhuận, tính theo tháng trước đó, đều là những ngày nhất định trong một tháng. Tháng có xuân phân và thu phân. A. Tiết xuân phân, sắp có tiếng sấm, kẻ phạm dâm sẽ sanh con chẳng đầy đủ ngũ quan, tứ chi chẳng toàn vẹn, cha mẹ gặp tai nạn. Hãy nên kiêng dục kể từ tiết kinh trập, kiêng hơn một tháng. B. Tiết thu phân, sát khí. Trời bắt đầu vào thu, cây có rụng lá, tiêu điều, nên gọi là sát khí. Rất thịnh, dương khí ngày một suy. Hãy nên kiêng dục kể từ tiết bạch lộ, kiêng hơn một tháng. Ba ngày trước và ba ngày sau, hai tiết khí ấy, cộng thành bảy ngày. Phạm hành dâm trong những ngày ấy, ắt mắc bệnh ngặt nghèo, càng phải nên kiêng dè nghiêm ngặt. Tháng có đông chí và hạ chí. A. Hạ chí, âm dương tranh chấp nhau, là lúc tử sanh tách rời. Hãy nên kiêng dục kể từ tiết mang chủng, kiêng hơn một tháng. B. Đông chí, là lúc âm dương tranh nhau, sanh tử tách lìa. Hãy nên kiêng dục kể từ tiết đại tuyết, kiêng hơn một tháng. Hai tiết khí này là lúc âm dương dứt nối chuyển tiếp, cấm kỵ dâm sự nhất. Ba ngày trước và ba ngày sau hai tiết ấy, tổng cộng là bảy ngày. Hễ phạm dục sự, nhất định sẽ bị bệnh nguy kịch. Hãy càng nên răn dè. Vào tiết đông chí lúc nửa đêm, sau ngày canh tân, nhằm ngày tuất thứ ba, nếu phạm dâm đều sẽ chết trong vòng một năm. Ngày tam nguyên, rằm tháng giêng, rằm tháng bảy, rằm tháng mười, phạm dâm sẽ bị giảm thọ 5 năm. Vào ngày tứ lập, lập xuân, lập hạ, lập thu, lập đông, tứ ly, đông chí, hạ chí, xuân phân, thu phân, tứ tuyệt, ngày trước những ngày thuộc tứ lập, nhị xả. Nhị xả, hai ngày xả, tức là ngày mẫu thứ năm sau tiết lập xuân, lập thu sẽ được gọi là xuân thu xả nhật. Hễ phạm dâm đều giảm thọ 5 năm. Thọ thay trong ngày xả nhật, râu tóc bạc trắng. Vào ngày tam phục,
Tam Phục là ba thời kỳ được coi là nóng nhất trong năm. Theo âm lịch, từ sau tiết Hạ Chí cho đến ngày canh thứ ba sẽ là Sơ Phục, ngày canh thứ tư gọi là Trung Phục, từ sau Lập Thu cho đến ngày canh thứ nhất là Hạ Phục. Ngày trăng non, ngày không trăng, ba ngày tân mỗi tháng, nếu phạm dâm sẽ đều giảm thọ một năm. Vào ngày Giáp Tý, ngày canh thân, ngày thái tuế, hãy nên dâng hương, giữ trai giới, cúng tạ Phật. Phạm dâm sẽ đều bị giảm thọ một năm. Vào ngày giỗ tổ tiên, sinh nhật hoặc ngày giỗ của cha mẹ, hễ phạm dâm sẽ đều giảm thọ một năm. Ngày sinh nhật của chính mình, của vợ hoặc chồng, nếu phạm dâm sẽ đều giảm thọ. Vào ngày Bính Đinh, ngày trời đất mở kho, hễ phạm dâm sẽ đều nhiễm bệnh. Nhằm ngày Hủy Bại, tức là ngày 18 tháng đủ hoặc ngày 17 tháng thiếu, hễ phạm dâm là sẽ nhiễm bệnh. Nhằm ngày Thập Ác Đại Bại, tức là vào năm Giáp hay Kỷ. Nhằm ngày Mậu Tuất trong tháng 3, ngày Quý Hợi trong tháng 7, ngày Bính Thân trong tháng 10, ngày Đinh Hợi tháng 11. Năm Ất hoặc Canh thì là ngày Nhâm Thân trong tháng 4, ngày Ất Tỵ trong tháng 9. Năm Bính hoặc Tân thì là ngày Tân Tỵ tháng 3, ngày Canh Thìn của tháng 9, ngày Giáp Thìn của tháng 10. Năm Đinh hoặc Nhâm không có ngày Kỵ. Năm Mậu hay Quý thì là ngày Kỷ Sửu tháng 6. Những ngày ấy đều rất xấu, hãy nên kiêng dâm. Ngày Âm Thác, tức ngày Canh Tuất tháng Giêng, ngày Tân Dậu tháng 2, ngày Canh Thân tháng 3, ngày Đinh Mùi tháng 4, ngày Bính Ngọ trong tháng 5, ngày Đinh Tỵ tháng 6, ngày Giáp Thìn tháng 7,